Hello mọi người, hello mấy chị nha. Đợi em đi xíu nha mấy chị. À thấy em rồi, cho em một chấm nha mấy chị ơi. Chị nào thấy em rồi cho em một chấm nha. Ồ, bữa nay Facebook nó đổi giao diện mới rồi nè. Hello mọi người. Dạ cảm ơn chị Nhung Hồng, cảm ơn chị đẹp, cảm ơn chị. Cho em xin một lượt chia sẻ nha mọi người. Hello mấy chị, đợi em xíu. À, phong rộng hôm qua em còn 3 cục em bị sót mấy chị ơi. Hôm qua em vẫn còn 3 cục phong rộng nha. Chào Bảo Yến nha. Khách mới, số điện thoại địa chỉ nhắn qua Zalo giùm em nha khách ơi. Hello mọi người. Đợi tí đi, em sale cái hàng giá rẻ trước cho mấy chế nè. Em sale cái hàng giá rẻ cho mấy chị đây nè. Hello mọi người. Ủa ngày hôm qua có một số chị nói là comment mà em không có đọc tên. Thật sự luôn là em không có nhìn thấy comment mấy chị ơi. Chứ nếu mà có cái chị kia chị nói chị comment từ đầu like tới cuối like luôn, mà bên máy em không có nhảy một cái comment của chị đó luôn. Em cũng biết sao luôn. Thì mấy chị nhớ chấm bài lên để cho nó không bị ẩn comment nha mọi người. Dạ. Chấm bài lên để nó không ẩn comment nha. Rồi đợi xíu đông đủ đây rồi em sale nha. Đông đủ đem ghi mấy cái hàng ấy xuống em sale trước đầu like cho mấy chị. Xeo đầu like trước. Bữa nay hàng về nhiều lắm mấy chị. Đợi xíu em ghim cái này lên cái đó. Phong rồng em còn á, chị nào cần phong rồng thì nói em like nha. Hello chị Trúc Ly Tăng. Hello Bảo Yến. Bảo Yến khách mới hả em? Khách mới anh bóc số này thì chỉ qua giùm chị nha. Có đồ không thấy dài không? Có thấy dài. Đúng rồi, ngày hôm qua có một số chị khách không có mua hàng được. Mấy chị nhắn tin cho em, mấy chị chụp màn hình lại luôn. Nhưng mà bên máy em không hiện một cái comment nào lên luôn. Cho nên là nhiều khi mấy chị cũng thông cảm giùm em nha. Em bán đương nhiên em phải muốn bán mấy chị. Nhưng mà nhiều khi bên máy em nó không có lên comment. Thấy dài một đống luôn, thấy dài bao la luôn đây nè. Rồi hôm nay em chỉ sale hàng đẹp thôi mấy chị ơi. Nhanh tay cho em xin lượt chia sẻ nha mọi người. Dạ. Hôm qua hôm qua mạng bị gì á chị ơi. Mấy mà khách em bà nói bà mua mà em không bán. Em mới buồn chứ. Chị nào mua mà em không bán chứ, trừ khi em không thấy comment của mấy chị thôi. Chứ sao mà không bán. Rồi mấy bà vô đông đủ đi em lên. Ok, giờ ai muốn coi gì trước? Phong rộng em còn. Phong rộng em còn nha mấy chị ơi. Phong rộng thái đùi, thái ngố, thái dài. Mango. Mango em đang mặc là mango nha mọi người. Em đang mặc là mango dây nè. Form này tới 62-65kg luôn bò em mặc nè. Chị nào có cần cái mango dây nè thì em lên cho mẫu mới luôn mấy chơi. Măng gồ dây quần dài. Form này bự lắm. Form này là dạng áo babydoll đó mấy chị. Form này là dạng cái này mấy chị bụng to mặc vừa luôn. Form này tới 62-65kg nha mọi người. Dạ đợi em xíu cho em xin lượt chia sẻ đi mấy chị ơi.
Cho em xin lượt chia sẻ nha. Rồi em xe bộ này trước đi. Bộ này hôm qua mới treo, mới gỡ xuống bộ này. Sell cho mấy chị bộ Latin này trước đi. Sell nha, bộ này 60kg và cánh dơi cho em xả bộ này 55.000 thôi. 55.000 cánh dơi satin nè. 60kg về cho em. 60-62 luôn, xả 55.000. Đợi xíu đông đông xíu nha em ơi. 55.000 cho em, 55.000 mấy bà ơi. 55.000 nè. 55.000 đơn của em chị chưa chốt, thấy ít quá chưa chốt, để lựa thêm đi. 55.000 hái dài. 55. Rồi bộ satin này hôm qua che quá trời người hỏi luôn, nay gửi xuống bán luôn, satin nè. Satin dài cho em 60-62kg về. Bộ này 75.000 nha khách ơi. Bộ này bán cho mấy chị 75.000 luôn, 75.000. 75.000 inbox qua Zalo hoặc Messenger nha mấy chị ơi. Cho số điện thoại trên like trước đi khách mới ơi. Khách mới lên số điện thoại trước đi, em coi số điện thoại một cái. Khách mới lên số điện thoại trước đi mấy chị. Số điện thoại mua hàng được thì em mới nhờ mấy chị inbox thông tin. Hái dài phong em ơi. Rồi. À, mang gò lửng hoa nhí hả? Rồi. Đây chị, bữa nay chị về mang gò chăn bông nè. Bữa nay chị về mang gò chăn bông cực cực xinh luôn. Bộ 55, bộ này đẹp lắm chị Trúc Ly Tăng ơi, bà mua về mặt mát lạnh luôn. Trúc Ly Tăng nè. Bộ này 55.000 mặt hơi bị ngon luôn á chị. 55.000. Rồi nha, ai lấy cái bộ satin cổ tròn này comment cho em 3D 60kg về. Ok, thả dài phải không? Bảo Yến lên số điện thoại đi chị ơi. Đây chuột nè, phong rộng 35.000 chuột. Thôi xin lỗi, dịch. Ai lấy dịch comment dịch cho em 35.000 phong rộng dịch. Rồi thả dài đúng không? Thả dài. Bảo Yến lên số điện thoại em ơi. Lên cho em thái dài nha. Thái dài cho em. Trời ơi, hàng là bao đẹp cho mấy chị luôn. 95.000. 95.000 cho em quần bô rip. Quần là quần bô rip cho em. Đó. Lên cho em bộ này là chuột hồng. 95.000 60kg về cho em chuột hồng. Ai lấy chuột hồng comment chuột hồng cho em form 60kg về 95.000 thôi. Thái dài phối nha mọi người. Không 964 434392. Bảo Yến ơi, em cọc cho chị 50.000, chị mới chốt đơn cho em được nha. Cọc 50 nha. Cọc 50. Số điện thoại em cọc chị mới bán nha. Chuột hồng này 95, bộ chị mặc còn không? Còn. Khách mới lên số điện thoại giùm em. À, xinh lắm luôn. Chuột hồng. Cô Tâm hái xịn giùm em nha mọi người ơi, 95.000. Ok cho Linh Nguyễn nè, bữa nay là đang sale. Linh Nguyễn bé ok em, 95.000 thôi, hàng không đẹp không lấy tiền. Linh Nguyễn bé 95. Chuột hồng. Đó, chuột hồng rồi. Còn chuột đen với chuột trắng. Còn chuột đen với chuột trắng. Cọc cái cạc Mobi 50 đi em ơi, rồi vô lựa. Trời ơi, xinh quá mấy chế ơi. Bỏ 55 còn nha Hùng Lê ơi, còn em ơi. Quần là quần bô rip. Áo là áo thái cho em, bộ cô tông thái phối. Ai lấy chuột trắng comment chuột trắng cho em 95.000. Lên cho em chuột trắng 95.000 thôi. Làm gì ai bán mấy chị bộ thái dài này giá 95.000. Bộ em mặc có bán cho mấy chị ơi. Bộ em mặc là mango 95.000, mango cánh dơi. Ủa lộn, mango cánh tiên. Chuột trắng. Có 3 con hồng trắng đen. Ai lấy đen comment đen cho em 3 màu. Quần bô rip nha mấy chị. Trời ơi, quần bô rip là đẹp cỡ nào. Không em ơi, cọc rồi mấy lựa em ơi.
cọc rồi mới lựa. Rồi comment cho em chuột đen, chuột đen. Bộ này đẹp lắm luôn, bộ thái dài phối nè mấy chị. Gối hả? Dạ ok chị Trang Trần. Ok chị. Hình như khăn em à, khăn em còn mấy set nữa. Ai lấy chuột đen comment chuột đen cho em. Đẹp tuyệt vời luôn. Form này 60kg về thái phối nha mấy chị, thái dài á. Ok chị Dung Ly nè. Đen 95 rồi, em còn trắng. Không ai lấy trắng á mọi người. Chuột trắng đẹp quá trời luôn, 95.000 trắng. Chiều cọc thì tối lựa em ơi. Chiều cọc thì tối lựa. Đen hết rồi anh Quỳnh ơi, còn con trắng nè anh Quỳnh. Bộ thái dài phối em xả có 95.000 nè. Hà này 110 á. Thái bao xịn luôn, em đang xả có 95.000 à. Đây. Em còn bộ màu trắng nha. Hết đen rồi. Em còn bộ màu trắng. Quần là quần bô rip. Quần bô rip, bô rip thì mấy chị biết rồi, chất giãn mềm mặc im cực kỳ đẹp luôn. Em còn con chuột trắng hết, chuột đen rồi nha. Chị nào à, trưa nay không cọc được, chiều cọc thì tối lựa nha, tại vì tối em còn like nữa. Một ngày em like tới 2 like lần mấy chị ơi, buổi trưa với buổi tối. Chị nào rảnh buổi trưa cái giờ này thì mấy chị coi giờ này. Chị nào tối rảnh thì tối coi. Rồi lên cho em bộ ngố đi, em còn bộ ngố nè. Bộ ngố thái 55kg. Quần bô rip màu luôn. Trời ơi bô rip bay sắc cầu vồng nè. Xuất sắc luôn, lên cho em bộ ngố 55kg về ngố thái. Bộ này xả cho mấy chị luôn 85.000. 85.000 cho em 55kg về. Lên cho em bộ ngố 85.000 ngố. Ngố 85k dùm em. Đây em có 3 bộ đùi mấy chị ơi, em còn sót 3 bộ đùi nè. 3 bộ thái đùi đi. 70.000 thôi, bán rẻ luôn. 3 bộ thái đùi 70. 55kg về. Còn 3 bộ nha, sale luôn 70.000 thái đùi. Ai lấy đùi comment đùi cho em 70. 3 bộ. 3 bộ thái đùi 70.000 cho em, thái đùi 70. 55kg về, ai lấy đùi thái comment đùi thái 70k. Chấm bài lên để coi nó có ổng comment không nha mọi người. Đây. Em còn 3 bộ thái đùi 70.000 bộ giùm em. Rồi lên cho em bộ ngố bô rip. U cha, bộ này 60-62kg về cho em bộ ngố. Bộ ngố này vải bô rip giùm em nha. Lên cho em ngố nè, 85.000. Bô rip nha mọi người. Bộ này 60-62kg về mặt đẹp luôn. Ai lấy ngố comment ngố cho em vải này, vải bô rip nè. Ngố bô rip. Lên cho em ngố hồng 85.000 ngố hồng. Bộ này sale 85.000 cho em. Dài còn nhiều lắm, dài còn nhiều lắm nha. Khách mới lên số điện thoại giùm em nha mọi người. Khách mới lên số điện thoại giùm em. 2 bộ đùi ok, em sale 70.000. 2 bộ đùi cho chị Anh Quỳnh nè. 70. Đùi thái của nhà em mà bao đẹp cho mấy chị bạn. Giá em bán rất rẻ luôn. Rẻ hơn người ta rất nhiều mấy bà ơi. Số 85 chị Ánh Ngọc. Ánh Ngọc lúc trước chị có mua bộ này bên em rồi nè. Chị có mua ngố bô rip hàng bộ rồi đó. 85 thôi. Dài về lại nha mấy bà ơi. Dài về lại nè. Dài về lại đây. Dài 95.000 đây bộ đùi. Ok mùa này thái đang rất bán chạy mấy chị ơi. Chị Ánh Ngọc bộ đùi xe 70 nè. Mùa này thái đang bán cực kỳ chạy luôn. Thái em nhập bao nhiêu về cũng không đủ luôn. Cái kéo đâu rồi? Bộ mặt có bán 3 bộ thái đùi. Chị Phạm Cẩm Giang ơi, sao em không nghe mấy chị khách mới hỏi nhiêu ký hết trơn vậy ta? Thấy mấy chị khách mới đặt mà không nghe mấy chị khách mới hỏi nhiêu ký nha. Hỏi kỹ số ký giùm em nha mấy bà ơi. 0941
840 652. Chị Cẩm Giang ơi, cái đùi đó là 55kg về nha chị. Còn quần u mì baggy không chị? U mì baggy còn, nhưng mà em mua size nhiêu ký? Em mua size nhiêu ký? Rồi em lên cục thái nè cái mấy chị ơi, đợi em xíu. Tan gấu nó còn được hai bộ. Thái dài thái đẹp lắm luôn. Bộ dài thái chuột trắng. Em bán mấy chị rất là rẻ, mấy chị mua đi em nói thiệt. 46kg, dạ 46kg thì ok. Đợi em xíu em lấy nha chị. Cái này chị Ánh Ngọc, bộ dài chuột trắng 95 nè. Thái bên nhà em mà cùng chất này người ta bán tới 100 mấy bộ lận á. Dạ tại vì em sợ mấy chị không hỏi số ký về không vừa mất công nha. Rồi đợi em xíu em lấy hàng. Thái đùi em coi còn đủ 3 màu không chị ơi. Đùi nè. Đây em còn đây cục đùi. Đùi, đùi nhiều nha chị ơi, đùi em còn nhiều. Chị ơi bây giờ đùi em lấy cho chị 3 bộ 3 màu được không? Chị Cẩm Giang ơi em lấy cho chị 3 bộ 3 màu được không? 57kg nha chị, quần dài. Bét ghi của chị là bán chỉ có một form đó thôi. Ai lùn thì là dài, ai cao thì là chín tóc. Chứ không có biết dài không, mấy bà cao bao nhiêu. Chị ơi bây giờ em còn nè, em còn màu xanh nè. Ủa cái này đùi hay dài ta? Phan đợi em xíu. Có ai lấy thêm đùi lấy nha, 70. Thôi chị, chị Cẩm Giang ơi chị comment cho em đi. Đây màu xanh nè, 55kg về. Đẹp lắm, 4 mấy kg, 45-46kg là ok rồi. Đây. Ai lấy gấu xanh, comment gấu xanh cho em. Bộ thái đùi xe 70 ngàn. Bộ này tao bán 100-101 đó. Em bán với chị 70 thôi. Mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em với. Em có con gấu xanh nè. Lựa màu giùm em đi chị cho vừa ý nha. Đây gấu đỏ nè. Thái đùi nè 70 giùm em gấu đỏ. Quần là quần có túi giùm em. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Mua cho chị nào mà có bé gái. Hoặc là chị nào nhỏ nhỏ con 55kg về. Tướng coi em cho xuống mặt vừa hết. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu nâu chị ơi, màu nâu đó. Dạ 46kg mặc vừa. Bộ em mặc là 62kg đổ về. Bộ em mặc 95.000 mang vô. À 90 đi, bộ em mặc 90 thôi. Đủ màu luôn. Chị lấy 3 bộ 3 màu khác nhau nha. Ở đây em tới 4 màu lận. Màu nâu, màu tím, màu đỏ, màu xanh. Chị lấy màu gì? Chị Cẩm Giang nhắn qua cho em xin cái địa chỉ nha chị. Được không chị ơi? Trả lời giùm em để em qua mẫu nha. 3 bộ 3 màu được không? Được thì ok để em qua mẫu. Comment nó đang bị nhảy chậm lắm. Mấy chị chấm chấm lên giùm em mọi người. Em nói quá trời luôn, không thấy comment nhảy luôn. Rồi mất tiêu luôn rồi. Thôi bỏ qua đi. Rồi em lên bộ thái dài nha. Thái dài 55kg về cho em 95.000. Thái dài nè. Bữa hả mai mua được con gấu này khen quá trời khen luôn. Khen cực kỳ khen luôn. Ok chị Hồng Nhung cao dạ. Đợi em tí xíu em tra cái số điện thoại cái nha. Ai bị ẩn comment nhớ nhắn tin qua giùm em nha mọi người. 0917924510. Ok chị Hồng Nhung cao nhắn qua cho em xin địa chỉ. Đùi đỏ và xanh. Hồng Nhung cao nè. Cho em xin nhắn qua giùm em xin địa chỉ nha chị Hồng Nhung cao ơi. Dạ inbox qua Zalo hoặc Messenger giùm em. 70.000. Tại vì thông tin của mình á mấy chị phải bảo mật, đừng cho tùm lum trên like mất công. Mấy chị chủ động nhắn qua giùm em ơi, bên em chốt đơn sẽ báo đơn lại cho mấy chị liền. Hồng Nhung cao 70, đỏ xanh ok chị. 62kg lấy mẫu em mặc chơi. Màu nâu, màu xanh, màu đen. Em hết màu đen rồi. Em hết màu đen rồi chị Cẩm Giang ơi. À còn màu đen. Ok còn màu đen.
Dạ còn màu đen, nâu, nâu, xanh, đen, ok chị. Chị Cẩm Giang nhắn qua cho em xin địa chỉ luôn nha chị Cẩm Giang ơi. Mấy chị nhắn địa chỉ qua cho em, tới khi em chốt đơn mấy chị biết được mấy chị mua cái gì, bao nhiêu tiền. Còn nhiều khi em gọi điện mấy chị xong cái tới khi mấy chị nhận hàng, mấy chị không biết hàng đó là hàng gì, mua của ai, bao nhiêu tiền hết trơn á. Em bị mấy chị khách như vậy rồi. Ôi trời, 652. Má ơi, ghi sai số điện thoại luôn. Có nhiều chị khách á, em nhờ nhắn tin qua mấy chị không chịu nhắn tin, tới khi nhận hàng xong không biết mua cái gì, bao nhiêu tiền. Còn mấy chị nhắn qua cho em nhắn tin cái bill qua cho mấy chị biết mấy chị mua cái gì, bao nhiêu tiền. Khi mấy chị nhận hàng, mấy chị kiểm tra rất dễ luôn. Ừ, mình mua bên shop nhỏ này, bao nhiêu tiền đây. Rất là dễ cho mấy chị luôn. Cái này đồ người lớn, đồ người lớn. Cái này đồ lớn. Bọn em mặc còn nha. Mẫu nào 62kg, chị Du Bạch Hà ơi, chị 62kg, chị cao nhiêu chị? Chứ cái bộ em mặc là 65kg lận á. Bộ em đang mặc rất là bự luôn. Mấy chị biết sao không? Để em nói với chị nghe vậy nè. Tại vì khi mà, dạ để em nói cho mấy chị nghe. Tại vì khi mà mấy em gọi điện cho mấy chị em chốt đơn á, thì thí dụ như em nói nè. Chị ơi, đơn của chị 5 bộ 10 ngàn, 5 bộ 20 ngàn, 5 bộ 30 ngàn, 3 bộ 40 ngàn gì đó. Mấy chị sẽ nhớ ngay cái lúc đó thôi. Còn 1-2 ngày sau khi shipper giao hàng tới, mấy chị sẽ không nhớ mình đặt cái gì, bao nhiêu tiền. Cho nên khi mấy chị nhắn tin qua cho em nhắn tin lại cho mấy chị. Mấy chị coi được, đơn hàng tôi mua cái gì, tôi mua cái gì, bao nhiêu tiền. Có rõ ràng cho mấy chị kiểm tra hết. Cho nên chị nào mà nhắn tin được, nhắn tin qua giùm em cái nha. Rồi lên cho em. Không em ơi, bây giờ chị chưa có lên u mì đâu em ơi, chị đang like bộ Thái 55kg về, lên cho em mã gấu cam. Bộ Thái dài này bữa nay bán cho mấy chị 95.000 thôi. Không đẹp không lấy tiền. Lên cho em gấu cam mấy chị ơi, Thái dài nha, 95.000. Gấu cam, gấu cam 55kg về cho em 95.000. Gấu cam nè. Những cái đơn hàng mà đi nhanh, những cái đơn hàng mà đi nhanh không nói, có nhiều đơn hàng mà nó đi lâu á, 3-4 ngày sau cái mấy bà nhận hàng mấy bà không biết mấy bà đặt cái gì luôn á. Cho nên là bên em là vẫn ưu tiên cho chị nào nhắn tin qua. Rồi thí dụ như mình lỡ mình có gặp hàng lỗi hay hàng gì mình còn mắng vốn nó được. Còn nó gọi điện cho mấy chị chốt đơn xong, tới khi mấy chị nhận hàng bị lỗi bị gì mấy chị không mắng vốn được nữa. Còn em, mấy chị nhắn tin cho em hàng bị lỗi, hàng bị gì, mấy chị chụp hình gửi qua cho em. Em sẽ giải quyết đổi trả cho mấy chị nếu như hàng bên em bị lỗi. Đó. Cho nên là mấy chị cứ tốt nhất mình nên inbox cho shop để có gì mình còn mắng vốn nó được. Có 60-2kg xíu. Ô cha, Thái lửng nhiều lắm nha. Đừng nói vậy nha bạn. Thái lửng rất nhiều đó. Thái lửng là bao la đó. Gửi cho 10 bộ bây giờ. Rồi 60kg về, comment cho em chuột hồng. Chuột hồng cho em 60kg về, chuột hồng nào, quần đen. Ai lấy chuột hồng comment chuột hồng. Dạ cảm ơn chị Bích Trâm. Chuột hồng cho em mấy chơi. Chuột hồng này 60-62kg. Em sale cho mấy chị Thái bên em, Thái dài 95.000. Dạ đúng rồi, bên em thì bên giao hàng của tụi em thì đi nhanh rồi. Bữa nay gửi là mai mấy chị nhận được hết. Ai lấy chuột hồng comment nha, em đang lên bộ Thái dài nha mấy chị ơi. Ai muốn coi gì nói mango có. Comment cho em, tại hồi nãy chị nào coi Thái dài, em đang like Thái dài nè. Có mango chân bông nha, có mango chân bông. Thái người ta bán trăm mấy, em bán mấy chế có 95.000 à. Cho em xin một like nha mọi người. Ok, chị Thái đang thu. Bộ em mặc 70kg là phải cao mấy 65 thì 70kg vừa. Gấu cam cho chị Hồng Nhung. Cao, ok. Chị Hồng Nhung cao nhớ cho em xin cái địa chỉ nha, chị Hồng Nhung cao. Dạ chị nào cứ chưa mua cứ mua thử bên em lần đi mấy chị.
Rồi mấy chị nhắn tin cho em giữ là cái Facebook của em đó. Mới mốt mấy chị nhận hàng có vấn đề gì mắng vốn liền. Chứ mấy chị đợi gọi điện chốt đơn, khi mấy chị nhận hàng bị lỗi mấy chị cũng không biết gọi lại cho ai để phàn nàn luôn. Cho nên mấy chị mua bên em nhắn tin mấy chị có lợi rất là nhiều luôn. Rồi comment cho em cam số 2. Chị nào lấy bò này comment cam số 2 cho em. Bò này 55kg về. À bò này 60kg về, phong rộng giùm em. Comment cho em cam số 2 nha, 60kg về giúp em cam số 2. Phải cô Tông Thái nha, em bao chắc mấy chị luôn á. Hai mua Thái rồi biết á. Ờ đang đợi đi tí xíu nó lại nó ru cho ngủ. Nó chờ chứ chắc nó đang giao á bà ơi, chừng nào tới nó gọi cho. Rồi chị nào lấy màu vàng comment màu vàng cho em, áo rộng quần ôm giùm em lô này nha mấy chị ơi. Màu vàng, màu vàng 95.000 cho em thái dài màu vàng. Có thái phối nữa mấy chị đợi em xíu, có thái phối nữa đó. Màu vàng, màu vàng. Màu vàng. Dạ cảm ơn dòng Nhung Cao, cảm ơn chị, màu vàng. Không em ơi, đôi khi nó cũng nhiều loại nha Thu Yến ơi. Đôi khi nó cũng nhiều loại. Vàng giùm em. Rồi chị nào lấy comment cho em bò sữa 55kg về bò sữa. Bò sữa giùm em. Ai lấy bò sữa comment cho em bò sữa 55kg về bò sữa. Bò này đẹp quá. Chị nào thích tông trắng bò này mặc cực kỳ sang luôn. Cực kỳ sang luôn. Nhưng mà chị nào phải thích tông trắng mới mặc bò này được. Bò sữa giùm em. Ô cha hai bò bò luôn. Dạ ok chị. Rồi comment cho em gấu cam. Gấu cam, gấu cam mấy chị ơi. Trời ơi cô Tông Phối đẹp quá. Quần bô rip nha, quần bô rip. Gấu cam cho em mấy chị ơi, gấu cam. Ơ thôi bò này em để em mặc đi mấy chị ơi. Đẹp quá. Thôi em để em mua em mặc cho rồi. Comment cho em gấu cam. Bò này xinh quá. Nay có lên áo thun nam. Thun nam em còn cổ tròn không mà chị ơi. À vậy hả? Nó cũng nhiều loại lắm em ơi. Cũng mình cũng không có dám nói người ta bán hàng gì, nhưng mà nó nhiều loại. Ai lấy gấu cam comment gấu cam cho em. Rồi chị nào lấy gấu hồng comment cho em gấu hồng. Phong này 60kg về gấu hồng nè. Quần là quần bô rip giùm em. Ủa Linh Nguyễn Bé ơi, em còn coi bộ thái dài không Linh Nguyễn Bé? Nếu mà không coi em qua nha mọi người. Gấu cam, gấu hồng. Hung nam còn cổ tròn nha. Trời, quá nhiều gấu luôn. Xanh rêu, xanh rêu. Đẹp quá chị ơi. Ok cho chị trang trồng xanh rêu nè, đẹp lắm. 95.000 thôi. Mặt bao đẹp. Rồi lên cho em chuột vàng. Chuột vàng mấy chị ơi, chuột vàng. Không, không có đồ bé nha. Chuột vàng cho em 60kg về lên cho em chuột vàng. Chuột vàng nha mấy chị, chuột vàng 95.000 chuột vàng. Còn 2-3 cục áo phong rộng. Ai lấy chuột vàng comment cho em chuột vàng. Lấy em xanh rêu, hết xanh rêu rồi. Hết xanh rêu rồi gái ơi. Xanh rêu chị kia lấy rồi. Còn nhiều lắm, nhiều mẫu phối lắm, đây chị lên từ từ cho. Có ngố quần nó lửng lửng trên đầu gối không chị? Hồi tối có like mà, hồi tối có like loại đó rồi. Dạ, chuột vàng cho chị Thái Đăng Thu, chuột vàng. Cam 2. Cam 2 là bộ này. Cho Linh Nguyễn Bé cam 2 nè. 95 nè. Chuột vàng cho chế Thái Đăng Thu nè. 95. Đồ bé gái bao nhiêu ký về chị?
Đò bé gái lụa, nếu mà lụa lụa là chị còn xa 27 kg đổ về, 27-28 kg, em nào ấm ấm là 30 kg là lụa. Còn cái mango á, cái bộ mango bé á, thì là khoảng 20-22 kg. Bảo em mặc là mango cánh cánh tiên, mango mango dây quần dài phơm to 60-62 kg, bảo em mặc 90 ngàn mấy chị ơi. Bảo em mặc là mango phơm to nha, 90. Rồi mấy chị lên cho em gấu, gấu em đang treo. Gấu em đang treo. Em mua size nhiêu ký Minh Minh em nói đi, còn thì chị lên cho. Ai lấy gấu em đang treo comment cho em, bộ này là bộ Thái Bảo Thi. Tại đẹp lắm mấy bạn ơi, gấu. Gấu giùm em 60 kg về, lên cho em gấu đỏ. Gấu đỏ, gấu đỏ cho em 90 ngàn, gấu đỏ. Ôi lộn, 95 ngàn. Gấu đỏ phơm 60 kg về giúp em gấu đỏ. Bé gái cho em mua nhiêu ký em nói đi, còn thì chị lên cho. Bé gái cũng không có nhiều đâu, bé gái ít à. Bộ đang mặc 90, bộ Thái này 95. Không, chị không có sai đó em ơi. 40 kg là mặc được cái hàng bên chị size bé rồi đó. Không nha, chị qua 40 kg rồi. Thái dài còn nhiều nhưng mà thôi em like xen kẽ nha mấy chị. Rồi em có chục cô tông da cá nè mấy chị ơi. Em có sót mấy bộ cô tông da cá nè. Hàng này không phải sót nữa, hàng này mới về luôn. Nhưng mà có mấy bộ thôi. Cô tông da cá giùm em mấy bà ơi. Vải là em nói mấy chị là vải bao đẹp cô tông da cá. Hàng thêu 55 kg về cho em. 55-56 kg về comment cho em màu vàng. Chế nào lấy vàng comment vàng cho em cô tông da cá 65 ngàn màu vàng. Ai lấy vàng comment vàng cho em, bán tặng cho mấy chị luôn 65 ngàn thôi đó. Có 5 bộ thôi nha, ai lấy trước thì lấy nha, có 5 bộ thôi đó. Lên cho em vàng, vàng lẫn nha mọi người, cô tông da cá. Vải đẹp cực kỳ luôn. 65 ngàn. Ai lấy màu vàng comment 55 kg về. Ủa cái này cô tông dẻo chứ mấy chị ơi, cô tông dẻo, em nói lộn nha mọi người, cô tông dẻo. Cô tông dẻo giùm em mấy chị ơi, dẻo dẻo. Dẻo chứ bây da cá nó lộn, cô tông dẻo. Loan Nguyễn Kim lên số điện thoại giùm em chị ơi. Comment cho em màu xanh 55 kg về xanh. Hàng này là hàng thiêu nha mọi người. Lên cho em màu xanh cô tông dẻo giùm em. Dạ cô tông dẻo chị ơi, em lộn. Da cá mà da cá dẻo á. Dạ không, không có 60 kg rồi. Da cá dẻo nè em, chỉ có 55 kg thôi. Em sale cho mấy chị 65 ngàn á. Ai lấy xanh comment xanh. Con này 55 kg. Rồi comment cho em màu vàng, màu vàng. Màu vàng, màu vàng. Ai lấy vàng comment vàng cho em 55 ngàn vàng. Kim Thanh Nguyễn. Chưa chị ơi, lựa thêm đi. Đơn chị chưa đi, chị Kim Thanh Nguyễn ơi, lựa thêm đi, mang chốt cho. Em đang sale có 55 ngàn à mấy chị. Ồ lộn, 65 ngàn à. Trời ơi, vải bao đẹp luôn. Hàng thiêu nè. Màu cam đất cho em 55 kg về. Trời ơi, bộ này mà mấy chị mua ngoài mà không hả, cả 100 ngàn bộ em mới ghê cái cô tông này. Phải đẹp quá trời luôn, sale có 65 ngàn à. 65 ngàn cam đất. Vàng cái chút ly tăng 65 ngàn. Ủa bánh đa tây ninh đơn chị có cái gì ta? Bữa giờ em không có chốt cái đơn nào, đơn của chị luôn á. Chắc là đơn chị ít, nó bỏ riêng qua bên rồi đó. Đơn ít thì chưa có chốt quá nha. Chị lựa thêm đi, để mai em tìm lại coi còn không. Màu cam đất nè. Rồi màu xám nè. Lên cho em màu nâu bò. Màu bò. Có dằn đái chứ.
À này mai đẹp lắm chị ơi. Comment cho em màu xám, màu nâu bò, màu xám, màu bò, màu cam đốc, màu xanh. Em còn 4 bộ nha. Này là bộ lửng cô tông dẻo giùm em. Bán cho mấy chị có nhiêu? 90. Có 65 ngàn. Đây bò em đang mặc nè. Xám 65. Ok chị. Cho chị Lưu Hoàng Bích Trâm. Ok chị nè. Ok bò cho chị Thế Đăng Thu bò nè. 65 ngàn. À bò bò này tới size 3X luôn chị Thế Đăng Thu ơi. Bò này tới 60kg nè. Thế Đăng Thu nè. Bò vàng đầu tiên hết rồi chị Trần Ngọc Bích ơi. Em còn màu cam đốc với màu xanh thôi. Ừ đúng rồi. Comment cho em còn màu xanh với màu cam đốc thôi. Hết màu bò rồi nha. Vàng đầu tiên hết rồi chị ơi. Đây cái mango em đang mặc này mấy chị. Form 62, 65kg về luôn, 65kg về luôn. Chị nào mấy 6, 65kg với mấy 6, 6, 60kg về cho em. Mango 55kg chị, xám là 55kg. Em bán cho mấy chị mango là 90 ngàn thôi. 90 ngàn nè. 60, 62kg về cho em. Ai lấy comment cho em màu vàng. Trời ơi, siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Màu vàng cho em. Mango này vải mứt mượt luôn. Cam cho chị Mỹ Linh Nguyễn nè. Ok chị nè. Mỹ Linh Nguyễn nè. 65. Xanh cho Trần Ngọc Bích. Chị Trần Ngọc Bích nhắn tin qua cho em cái nha chị ơi. Tin của chị nó bị trôi đâu rồi. Em kiếm hoài không lên cái tên chị luôn. Nhắn qua em Messenger hoặc Zalo giùm em cái nha chị Trần Ngọc Bích. Cái này là mango 2X nha mọi người. Cái này là mango dây 2X form to nha. Đó. Ai lấy vàng comment vàng. Em bán cho mấy chị 90 ngàn thôi đó. 90 ngàn. Vải đẹp cực kỳ đẹp luôn. Vải cầm mướt tay luôn. Đó. Chế nào lấy vàng comment vàng. Mẫu em đang mặc 100 ngàn 3 bộ. Đúng rồi. XX chắc nó dồn qua cái chỗ XX rồi. Màu vàng nè mấy chị ơi. Ai lấy mango comment cho em mango cánh tiên. Đây màu cam nè. Trời ơi xinh lắm luôn mấy bà ơi. Vải nó mướt rồi nè mấy bà. Vải mướt mượt luôn 90. Size này chị nào mấy 6-65kg mặc vi vu luôn. Quần dài nha. Đó chị nào lấy gấu cam comment gấu cam cho em. 90 ngàn bộ. Rồi em qua. Lên áo phông rộng tí xíu cho mấy chị lựa phông rộng á. Đây xanh biển. Em cho mấy chị coi sơ mẫu đi. Xanh biển nè. Xanh biển mấy chị ơi, xanh biển. Xanh biển cho em. Đẹp quá, đúng mango nhà em đẹp gì đâu, vải đẹp vô cùng. Xanh biển. Vải quá đẹp. Không phải mình tự khen luôn. Chứ xưa giờ em cũng mua mango nhiều. Lúc em chưa bán em cũng mua rất nhiều. Nhưng mà cái bộ mà để vải đẹp như vậy em phải mua tới 160-170 bộ. Còn nếu mà mua hàng giá rẻ cái vải nó không được đẹp vậy. Rồi qua nha. Vải tới khi em vô em bán rồi em mới biết. Dạ không, cái này nó không có size nhỏ chị ơi. Trời nó có bộ beo nè. Ủa bộ beo này là chân bông mà. Má ơi chân bông nó cũng dục vô đó nữa. Dạ cảm ơn chị Ngọc Liễu. Thì bởi vậy bữa em mới nói chị khách mới đó. Cho nên chị cứ mua thử đi. Nếu mà đẹp ok mai mốt chị mua nữa. Tại vì nhiều khi em nói mấy chị không tin. Chứ chị khách nào nhà em thì đều quen. Mua bên em quen thì biết bên em rồi. Cho nên bữa em mới kêu chị cứ mua thử một hai cái đi. Đẹp thì lấy nữa. Cái bộ mango này là form to nha mấy chị. 90 ngàn vải rất là đẹp luôn. Chị Trần Thị Trâm này, đợi em xíu nha, em coi số điện thoại cái nha.
Trần Thị Trinh này cọc cho em 100.000 em mới chốt đơn nha chơi. Cọc 50 hoặc 100 tùy theo chị muốn ít hay nhiều. 0782512147. Số điện thoại mình phải cọc mới chốt nha chị. Rồi. Qua nha mọi người, cái này là mango. Đây em cho mấy chị coi, cái hàng này là mango chân bông nè, bữa nay hình như em về mango không à. Có ai coi Thái nữa không mọi người? Đây con này là con mango chân bông bên em nè. Hàng mới về luôn, form 60kg đổ về. Mango chân bông nha, bộ này quần 9 tấc cho em. Đó, bộ này em đang bán với chị 90.000 luôn nè. Mango chân bông. Vải là bao mướt mượt cho mấy chị luôn, 90 luôn. Rồi để em lên hàng sale em còn mới. Em còn mới phong rộng để em bán cho chị em mình phong rộng trước nha. Dạ chị nào lấy mango, comment mango. Lên phong rộng 35k. Còn đây được 2 cục nè. Ủa sao hôm qua em không thấy cục này đâu. Thái dài còn nha mọi người. Ủa cái này là bò thái dài mà. Ô cha hết luôn rồi mấy bà ơi. Ô phong rộng hôm qua em bán hết trơn luôn rồi mấy chị ơi. Phong rộng hôm qua bán hết luôn rồi. Có bầu lửng không em? Dạ bầu lửng gì chị? Bầu lửng gì chị? Thái dài còn. Dạ bầu ngố. Bầu ngố lửng có luôn. Em lên thái dài trước đi mấy chị ơi. Thái dài về đẹp xuất sắc luôn. Lửng gì chị? Lửng gì? Chị nào muốn coi cái gì thì nói em lên nha, hoặc mấy chị muốn coi hàng sale thì em lên hàng sale. Những cái hàng mà còn 1111 quá thì em sẽ sale. Mấy chị muốn coi gì cứ comment. Quên. Đây sale này trước nè. Đây bộ đùi. Bộ đùi thun lạnh. Đùi thun lạnh này còn 3 bộ. 3 bộ màu cam, đùi thun lạnh. Đùi thun lạnh cho em. Đùi thun lạnh 55kg về, xả cho mấy chị luôn. Bộ này 35.000. 35.000. Alo. Gì vậy dâu? Thì cởi đi, giờ tôi đang like rồi, cởi ông đi thì ông chết chứ giờ biết gì giờ. Đấy, mày có số công an không? Sao không ai có điện công an vô? Mày xin số công an cho tao đi, tao điện cho. Mày kiếm số công an, mày nhắn qua cho tao đi, tao điện cho. Để tao gọi cho ổng, tao nói tao báo công an rồi. Ngu, cho cái thứ ngu. Đợi em xíu cho người em giải quyết chuyện gia đình em cái nha. Dạ không, cánh tiên lửng em không có chị ơi. Cánh tiên này em có quần dài không à, không có lửng. Tắt điện thoại luôn rồi. Đây mấy chị ơi, đây là bộ thun lạnh nha mọi người. Thun lạnh. Thun lạnh giùm em. Trời ơi, bộ này phơm to đẹp. Bộ này em nói 55 chứ thật chất hơn 55.000 nha mấy chị. Hơn 55.000 giùm em. Quên đi. Ok, đợi em xíu. Tự nhiên em đang like mà em gặp chuyện gia đình cái em. Em gặp chuyện gia đình cái em bị phân tâm.
Đợi em xíu nha mấy chị. Thôi mệt quá đi, giờ mắt làm việc rồi. Đây bộ thun lạnh. Bộ này mới chơi. Thôi bộ này em báo với chị 55kg đi, nhưng mà chắc nó phải 56-57kg được luôn. Em sale 35.000 nha mấy chị, 35.000. Em còn 3 bộ. Em còn 3 bộ nha mọi người, 35.000 bộ. Chị nào lấy thun lạnh comment thun lạnh cho em 35.000. Ok, nhắn qua rồi thì chắc có rồi em ơi. Nhắn qua rồi chắc có rồi nha. 35.000 giùm em 35. Ai lấy thun lạnh comment thun lạnh cho em 35.000 thun lạnh. Màu cam, đây là bộ màu vàng, chị nào nhỏ ký mua con này ok. Ai lấy màu vàng comment cho em. Trời bộ này sale 35 quá trời rẻ luôn mấy chị ơi, vải đẹp. Chị thấy Đăng Thu ơi, chị lấy con này bán chị Thu. Vải đẹp lắm luôn, mấy chị sĩ lấy con này bán 35.000. Comment cho em màu vàng. 55kg về 35.000 màu vàng. Ai lấy vàng comment vàng, không có 70kg nha chị ơi. Rồi cái này 65kg nè, cái này 65kg. Cái này 65kg về, em còn màu đen. Rồi em sale bộ này có 35.000, vải đẹp cực kỳ luôn á. Ok chị Trang này vải đẹp lắm. 35.000 thôi. Đây cái này em còn màu đen nè, con này bữa bán 45 nhưng mà thôi sale đi. Màu đen bộ này 60-62kg. 60-62kg cho em bộ. Bộ tầng nè mấy chị. Form to cho em màu đen. Em sale luôn đi 35.000. Bộ này mặc không xinh quá thôi luôn. Form 60-62kg, form bự luôn. Lên cho em màu đen em sale 35.000 luôn mấy chị ơi. 35.000 cho em. Đó, 35.000 màu đen. Màu đen 35.000, hết màu vàng rồi trời ơi. Sao màu cam em đẹp quá, mai lấy màu cam vậy. Màu đen mấy chị ơi, màu đen phong rộng 60-62kg. Đen này em còn mấy bộ nha, 35.000. Đen này nó có tầng ở đây nè, nó có đây một cái tầng. 35.000 đen. Ủa chị Tuyền, bữa chị nhắn cho em là chị xả hai cái áo len á, phải chị không? Em thấy cái Facebook của chị nhắn cho em mà nhắn ở bên trang bán hàng, cho nên em không biết phải không nha. Nếu mà phải thì ok em bỏ ra. Chị Tuyền nè, sale 35 nè. Này em sale có 35.000, bộ này quá đẹp luôn á. Thế Năng Thu đặt trước, mấy chị nào mua 45 biết rồi đó. Đây sale 35.000 luôn. Tại vì sao em thấy tự nhiên chị nhắn bên đó thường ngày, chị nhắn cho em bên kia, nay nhắn bên đó em không biết phải chị không. Em cũng không có trả lời luôn. Ai lấy đen. Chị ơi cái này không có tới 70kg nha chị ơi. Không có tới 70kg đâu nha. Còn nhưng mà không biết, em không biết phải chị hay không. Xả thì em xả không có gì, nhưng mà phải chắc chắn là chị thì em mới bỏ. Nhiều khi đen em còn đen thôi, không có số nhỏ. Chị Cẩm Giang ơi, con này số nhỏ em chỉ có bộ màu cam này số nhỏ đây nè. Em sale 55.000. Ủa lộn, sale 35.000, lộn. 35.000. Rồi thôi giờ lên cho em con này đi, ai cần nhỏ lấy cái con gấm đuổi này đi. Như chỉ còn cái màu đỏ hay giờ. Còn màu đỏ. Còn cái màu đỏ như cái kia bữa hôm em xả cái kia ra rồi. Bữa chị mua hai cái mà chị nói chị xả một cái rồi em giục ra một cái rồi, giờ còn cái màu đỏ nè. Còn cái màu đỏ thôi, cái len. Còn cái màu đỏ 60kg thôi, chị có lấy thì lấy 45.000. Dạ không, bây giờ số nhỏ mấy chị qua con này giùm em, số nhỏ đây. Cho em 3 bộ cam 100. Rồi ok. Ok chị Tuyền nè. Áo này bà mặc đẹp lắm luôn á, giãn mặc im lắm luôn á. Rồi 3 bộ cam 100.000.
Bộ này vải đẹp lắm, đông lạnh vải đẹp lắm luôn á, dịu, vải rất là đẹp luôn. Rồi mấy chị ơi lên cho em bộ đuổi gấm đi. Đuổi gấm cho em 55kg về. Bộ này sale cho mấy chị luôn, đuổi gấm nha. Đuổi gấm cho em 55kg về. Giờ xả cho mấy chị luôn bộ này 55.000. 55.000 luôn cho em. 55kg về, chị nào chưa mặc cái vải này mấy chị mua thử một lần về mặc cho biết cái chất vải. Lên cho em màu kem. Màu da cũng được, màu da nha, 55.000 màu da. À lấy màu da, comment màu da cho em 55.000 màu da. Màu da, màu da. Da 55.000 mấy chị ơi. Vải cực kỳ đẹp luôn, 55kg về vải cực kỳ đẹp. Màu da cho em 55.000 thôi. Ok, chúc Ly Tăng ai mua được bộ này mới mốt kiếm cái loại này mua nữa nè. Nhiều khi những cái hàng vải mới mấy chị sợ không đẹp, nhưng mà em bán hàng không có nào xấu đâu mấy chị yên tâm đi. Ăn thua là bao nhiêu tiền bộ chứ không có gì xấu đâu mấy chị. Rồi comment cho em màu xanh dương. Còn bộ ống bo không? Còn em. Comment cho em xanh dương, xanh dương. Xanh dương cho em mới chơi 55.000. Bộ này 55kg về, bộ này bộ đuổi gấm giùm em. Ai lấy xanh dương, comment xanh dương, 55.000 xanh dương. Xanh dương 55k. Rồi còn mấy bộ nha. 55.000, ai lấy đi comment cho em. Rồi em lên quần đai đây lên cho mấy chị. Dài. Thái dài, thái dài. Thái dài 95. Nhiều lá màng bên em bao la mấy chị ơi. Chị nào lấy bầu hồng comment hồng cho em. Ống bo nha mọi người ơi, bầu hồng này ống bo giùm em. Ống bo, ống bo. Ai lấy hồng comment hồng cho em, bộ thể thao ống bo cô Tông Thái giùm em. Chị nào lấy hồng comment hồng 95.000. 56-57kg về comment cho em màu hồng. Đi rồi em ơi. Đơn kia chốt đi rồi nha, ai mua đơn này là đơn sao nha. 56-57kg về comment màu hồng cho em 95.000 hồng. Comment cho em màu hồng 95.000 hồng. Comment cho em màu hồng 95.000. Rồi 55kg về comment cho em mã tim trắng. Tim trắng này ống bo luôn. 55kg về tim trắng cho em 95.000 luôn. Mấy chị ơi, mấy chị có cần hàng sale không? Comment lên cho em đi, em lên hàng sale cho. Mấy chị comment lên đi, muốn coi cái gì. Chân váy em đang sale. Chân váy 39.000, chân váy ren. Phong rộng hôm qua bán hết luôn rồi mấy bà ơi. Mấy chị muốn coi gì nói nha, lên hàng sale thì em lên hàng sale cho nha. Hàng sale là bao la. Hàng sale nhiều lắm. Còn cái này là tha lai, hàng nghiêm rồi, hàng... Có ai coi áo len không? Sale áo len mấy bà ơi. Trời bộ đẹp quá. Ô cha quần Boris. Ống loe Boris luôn. Trời ơi bộ này đẹp quá. Ống loe Boris nha mọi người, 60kg về nè. Bộ này quá đẹp luôn. 95.000. Trời ơi,
Lụa tay dài. Tay dài hả? Rồi ok, lên tay dài. Đó, comment vậy đi rồi em like cho. Không có sale u mì em ơi, u mì là 85.000 không có sale nha. U mì tôi không đủ bán nữa, lấy gì mà sale. Flare rip đẹp lắm chị ơi, bộ này quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc, 95.000. Thế đăng đô ok chị nè. Này là một nhân hoa dài. Đẹp lắm, tại vì em không like Thái đâu. Thái rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Nè. Xanh dương nè mấy chị, Thái dài. Xanh dương, xanh lê dương. Đợi xíu đi em lấy cục lụa qua em sale cho mấy chị ơi. Có bao giờ em mang mắt mấy chế đâu sale hay không sale thì em cũng bán giá quá rẻ mà. U mày chỉ còn mặt đai size L. Size lớn nhất của nó là 58kg về là cái mẫu này. Đây. Chỉ còn mẫu này thôi, chị đang sale 80.000 chứ sale 80. Đây. 58kg là mì này mặt xanh L ok. Mì này còn 3 size S, M, L. Đó, chỉ có con này thôi nha. Dạ dạ, lên đợi em lên cục lụa này đi rồi em like lên cho nha chị, đợi em xíu nha. Em lên cục lụa cho, cục lụa này có tay dài tay ngắn luôn chị ơi. Lụa, lụa này sale cho mấy chị luôn, tay dài. Tay dài là 75, tay ngắn 70. Đợi em xíu mới chơi. Cổ đẹp lắm luôn nha, cổ sen nha mấy chị ơi nè. Size này khoảng size M, khoảng 55kg về á. Đây, ai lấy đỏ comment đỏ cho em 55kg về, 75.000 đỏ. Ai mua lụa nhà em rồi biết nè. Đó, mấy chế sĩ là 70. U mì Becky, cái form đó là form mì Becky đó em. Cái form đó là Becky chứ lại gì cô nương. Trời ơi, giờ này bà vẫn chưa, bà chưa phân biệt được Becky mà bà bắt lỗi tôi. Becky là có nghĩa cái form ngay đùi nó phình ra, nó bự ra tí xíu. Còn cái quần u mì thường nó sẽ xung đột từ trên xuống dưới luôn. Kêu lên Becky, tôi lên Becky sao mà không chịu Becky. Chắc ăn đòn. Rồi xanh đậu, xanh đậu form này 55kg về. Xanh đậu cho em 75.000, sỉ 70, lẻ 75. Mấy chế sỉ là 70, mấy chế lẻ 75 giùm em nha. Đó, xanh đậu. Ok, đỏ cho chị Kim Yến nè, ok chị Kim Yến nè. Em sale có 75.000 mấy chị ơi. À lấy xanh đậu, comment xanh đậu cho em. Đẹp quá. Cổ này là cổ mới luôn, cổ sen mới luôn. 75.000. Xanh đậu giùm em, coi giùm em nha chị. Rồi comment cho em xanh biển. Xanh biển giùm em. Em vô bảng màu lựa giùm em nha. Chị Đế Đăng Thu nè, sỉ 70. Thì đó, thì chị nói cái đó là Becky đó. Chị đang phân biệt cho em mà. Comment cho em xanh biển. Màu xanh đen. Màu da. Màu da. Màu đỏ. Xanh đậu lên rồi. Màu hồng. Đó. Xanh biển em có hai mẫu, xanh biển sọc với là xanh biển không. Ừ, 57kg là mặt xanh L em ơi. 57kg là mặt xanh L. An Nguyên Ngọc nè. 80. Đủ màu nha chị ơi. Cái sọc này em có hai màu đỏ với xanh nha. Cái mẫu sọc này nãy em có màu đỏ này nè. Đây là màu xanh biển nè. Mẫu này là mẫu có sọc 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 giùm em. Xanh biển 75 giùm em.
Mẫu này có sọc. Ok, hồng dài. Hồng dài cho chị Thế Đăng Đô. Rồi chị có lấy thêm gì lấy nha. Xanh đậu, xanh biển, xanh biển hình thú hoặc là xanh biển sọc. Rồi đỏ sọc, màu da. Chị ơi màu da, có lấy màu da không chị? Màu da nè, màu xanh đen nè, màu xanh đen. Như dài có mấy mẫu rồi chị ơi? Lô này nó có nhiêu đây à? Có mấy mẫu à? Tại vì em nhập số lượng nhiều á. Đó, mấy có mẫu một à. Rồi em sale lên mấy chị ơi. Em sale lên tí xíu nha. Nhìn về tháng năm đó em sẽ cần biết nha. Bữa nay em xả lên nha mọi người. Bữa nay em xả nha. Đặc biệt bữa nay, riêng bữa nay xả đi. Không biết bán mấy chị trước giờ nhiêu không biết, nhưng mà bữa nay xả. Xả giá bữa nay nha. Ai lụm được thì lụm nha. Len bên em là siêu đẹp luôn. Chị nào mua rồi biết. Len bên em là bao đẹp cho mấy chị. Rồi lên cho em 52kg về mấy chị ơi. 52-53kg về cho em lên. Lên xuất sắc cho lên. Comment cho em số 1 đi. 49.000 số 1. 49.000 cho em số 1. Số 1 52kg về số 1 cho em. 49.000. Trời ơi má ơi đẹp nè. 60kg về comment số 2 cho em. Số 2 cho em mẫu này 60kg về. Sale 49.000 luôn số 2. À đó, cái này comment số 2 cho em 49.000 số 2. Rồi comment số 3 cho em 55kg về có nón nha số 3. Số 3 là 55kg về có nón cho em số 3. Alo. Khách tên gì? Là gọi không được hay sao? Rồi rồi em delay đi, bây giờ chị đang like rồi delay đi để chút xíu chị coi chị sửa cho. Ngọc Muội hả? Để em xíu mấy bà Ngọc Muội. Đợi em xíu nha mấy chị. Đợi em tí nha mấy chị ơi. Cái gì nó mới nói tên gì quên rồi ta. À Muội Muội. Đợi em xíu mấy chị ơi. Ủa bữa bà cho tôi số điện thoại đó mà ta. Muội Muội. Số 2 cho chị Nguyễn Chiến. Em sale con này 49.000, hàng này là 70 chứ 65 á, lô này lô 70 bữa hẩm á. Chị Nguyễn Chiến số 2 nè, em sale nè.
Len nhà em là bao đẹp luôn mới chị ơi. 45.000 Mi Ngọc. Mi Ngọc lên số điện thoại địa chỉ đi em ơi. Ủa 49.000 cái lọt. Khuôn mì bách ghi chín tóc. 45kg không có, 45kg mặt rộng lắm, xét dập ly còn không? À 49.000 đúng rồi. Ai lấy số 3 comment cho em Len này có nón luôn, 55kg về. 55kg về có nón luôn, bao đẹp luôn. Đây. Chất quá đẹp luôn. 55kg về cho em, sale luôn 49.000, comment cho em số 3. Khách mới lên số điện thoại địa chỉ giùm em khách ơi. Số 3 cho em. Nay xả cho mấy chị luôn 49. Rồi comment cho em số 4 này, 60kg nè, số 4. Số 4 này form rộng cho em nha, 60kg về cho em số 4. 60-62kg luôn, số 4 49.000 luôn. Lo cho em số 4 49.000 luôn, số 4. Số 4 giùm em số 4. Chấm bài giùm em để nó không comment nha mọi người. Rồi 60kg về comment cho em số 5. Sale mấy chị luôn, lên quá đẹp luôn, 49.000 số 5 cho em. Số 5. 49.000 số 5 giùm em. Bộ chị mặc 60-62kg lần em ơi, form to. Chị mặc nó rộng như cái mền này, thấy không? Rộng như cái mền. Comment cho em số 5, xe 49 luôn. Số 5 này 60kg luôn. Comment cho em số 6. Số 6 cho em 55-56kg về. 55-56kg về. Comment cho em số 6. Số 6 giùm em. Còn, mẫu chị mặc còn chứ. Chị mới lên nãy đó. Số 6 giùm em mấy chơi, xe 49.000. Ô lên đẹp về mỏng bà nào lấy luôn. Số 6 49.000 cho em. Hương Trần lên số điện thoại giùm em chị ơi. Số 6 sale, bữa nay sale lên có 49.000, quá trời đẹp luôn. Ai mua rồi cho em ý kiến mấy bà ơi. Số 5 nè. Chị Hương Trần ơi, lên số điện thoại giùm em chị Hương Trần. Rồi 60kg về comment cho em số 7. Xe cho mấy chị luôn 49.000 số 7. Số 7 này 60kg về giúp em. Bộ chị mặc 90 mango. Bộ chị mặc là mango cánh tiên, 60kg về 90.000. Comment cho em số 7, số 7. Số 7 90 luôn. Hộ lộn, số 7 49.000 60kg. Trời, cái len này đẹp lắm. Bây giờ len có nón nè. Len có nón nè. 55-56kg về. Số 7 cho Mỹ Thiên Bùi. Len này đang sale 49.000 nha. Xả luôn cho hết len nè. Ai cần len vô mua len nhà em. Mong tôi ghi đẹp lắm mấy chị ơi. Chị Hương Trần, để em coi số điện thoại cái. Rồi ok em. Đợi chị tí. Không tám bốn sáu sáu mươi bốn hai sáu sáu. Bảo em mặc 62-65kg lần chị ơi, tùy chiều cao. Ủa chị ơi, chị có cho lộn số không nha chị? 0846 60 42 66. Chị Hương Trần ơi, chị cọc cho em 100.000 em mới chốt đơn nha. Số 7 em mới rồi, comment cho em số 8 đi. Số 8 giùm em. Ôi chị mùi chứ, cho số điện thoại nè. 0961089737. Số 7 hết rồi chị Chiến ơi. Sao lần nào tôi like lên là có chuyện rồi trời.
Chị nào lấy comment cho em này có nón nha, 55kg về 49.000 luôn. 49.000 comment số 8 giùm em. Số 8. Số 8. Rồi qua mẫu. Cái này giống khoác len, không biết là cục này phải khoác không nữa. Nếu mà khoác thì em sale rẻ luôn cho mấy chị luôn khoác nha. Khoác này nè, còn cục khoác len nè. Còn cục khoác len mấy chị ơi. Lên cho em số 1 đi, ai số khoác, ừ đúng rồi, khoác comment cho em số 1. Em sale cho mấy chị luôn nha, khoác nha, 60.000 thôi. Số 1 cho em 60. Nay là em xả luôn cho mấy chị đó. Số 1 60.000 55kg về. Comment cho em khoác số 1 55kg về 60.000 số 1. Số 1. Rồi 55kg về, comment số 2 cho em 60.000. Số 2 cho em có ngàn nút luôn, 60 số 2. Số 2 giùm em 60.000 số 2. Số 2 giùm em 60. Yến ơi, bọn chị mặc nãy chị like rồi nha, em muốn coi thì chút xíu chị mới like lại được nha. Bây giờ chị không có like lại nha. Rồi comment cho em số 3 nè. 56-57kg về số 3 cho em. Kiểu này nó vậy đó mấy chị, bên cao bên thấp vậy đó. Em sale luôn 60.000 số 3. Em xả luôn 60 số 3 giùm em. Một cho chị Bích Trâm nè, sale luôn cho rồi nha. Em sale 60 là hết giá luôn rồi nha mấy chị. Lỗ nhiêu đó là lỗ nhiêu lắm rồi mấy bà ơi. Em sale hết giá luôn rồi đó. Hai số 3, comment số 3 60.000. Làm gì khoác len mà có giá 60.000 mấy bà. Chưa tới vốn nữa, chưa tới giá sỉ nữa. Rồi comment cho em số 4. Số 4 cho em 60.000 55kg về số 4. Số 4 giùm em nha, 60 số 4. Số 4 giùm em. Trời xinh lắm mấy giờ, xinh cực kỳ luôn á. Comment cho em số 5 nè, 60 luôn. Số 4 với Ngọc Trâm, xả cho hết cho rồi đó. Em hết lô này, mấy chị mua nữa em cũng có nữa. Ngọc Trâm nè. Comment cho em số 5 đi mấy chị. Số 5 cho em. Ở nhà mặc con khoác này cực kỳ đã luôn. Số 5. 60.000 thôi. Số 5 cho Ngọc Trâm nè. Số 4 hết rồi gái ơi. Số 5 cho Ngọc Trâm, sale có 60.000 à nè. Số 4 hết rồi. Rồi comment cho em số 6 đi. Cái này là khoác nhẹ ở ngoài thôi. Cái này em sale đi. Cái này sale 55.000 thôi. Comment cho em số 6. Cái này là để mặc choàng ở ngoài mấy chị. Số 6 cho em 55.000 số 6. Số 6 này 55.000 số 6 giùm em. Số 6. Rồi số 7 cho em 55kg về. Trời vải đẹp nè. Lên cho em số 7 đi. Số 7 này bán 50 thôi. Số 7 55kg về số 7. Số 7 này 55kg về 50.000 số 7. Ai lấy số 7 comment số 7 rất là đẹp luôn. Ok cảm ơn em. Số 7. Số 7 màu vàng sale 50 nha. Rồi số 8 này sale 50 luôn. Số 8 này 55kg về 50 luôn. Số 8. Này là áo có tay rồi nha mọi người. Số 8. Số 8 này em sale 50.000 luôn. 55kg về số 8. Số 8 50. Số 7 cho chị Nguyễn Năm nè. Số 7 cho chị Nguyễn Năm nè, 50.000. Nguyễn Năm mai em chốt đơn lựa thêm đi, mai em chốt. Rồi ok. Số 8 sale 50 luôn. Chín mươi
60.000. Bộ này quá đẹp. Bộ này em mặc chị đảm bảo em mặc thích luôn. Cái tướng của em phải mặc cái form này mới đẹp nè Thu Yến. Cái tướng của em á phải đẹp cực kỳ. Này 90.000 quá đẹp. Tại vì em bán ở nhà mấy chị, em bán tại nhà cho nên được cái giá rẻ cho mấy chị thôi, chứ thật ra mấy chị mua con này ngoài 100 mấy không á. Rồi ai lấy số 8 comment nha. Rồi qua cho em số 9. 55-56 ký về số 9 cho em, số 9. Số 9 giùm em, số 9. Số 9 giùm em, đúng rồi, phải mặc form rộng rộng ôm quá sao chịu nổi. Số 9 cho em 50 luôn, số 9. 9 cho Mỹ Tiên Bùi sale nè. Mỹ Tiên Bùi 50.000. Rồi số 10 cổ lọ. Số 10 này có cổ giùm em, số 10 cổ lọ. Số 10 này sale 45.000 đi. Số 10 này cổ lọ 55 kg về 45.000 số 10. Chị mặc dạ không chị ơi, bộ em mặc là form rộng chị ơi, không có form nhỏ. Số 10 này 55 kg về số 10. Đây nó có nhiều màu. Bộ em đang mặc 90.000. Màu vàng nè, màu cam nè, màu xanh biển, màu hồng với lại màu xanh đậu. 90.000 giá sale, xanh đậu nè, màu hồng, xanh biển, màu cam và màu vàng. Có mấy bộ thôi, nhiều cũng không có nữa mấy chị. Nhiều cũng có, hàng này nó mặc cho con mannequin bán shop á, mấy chị biết nhiều không? 180.000 bộ măng gồ quần dài. Thấy cho mấy bà coi đẹp tuyệt vời luôn nè, coi màu vàng nè. Hôm nay chị nào tròn tròn có bụng là mặc hơi bị đẹp luôn á. Hơi bị đẹp luôn á. Đây. Hơi bị đẹp luôn, form to vật vả luôn. Đây nè. Đó, mango giùm em. Hàng mango nha, không phải lụa nha. Mango xịn luôn á. Đó, màu vàng. 90.000. Bộ đẹp lắm mấy bà. Mặc cả lắm. Vàng cam, cam xanh biển với lại xanh đậu, 5 màu nha. Bồ 90. Rồi rồi đang like lên đợi xíu. Rồi còn tới màu đen. Ồ màu đen này like chưa? À màu đen like rồi, màu đen mới like xong. Rồi nha, cục này là đang sale. Ok. Đẹp lắm bà Hồng Cương Nguyễn ơi, bà lấy bộ này mặc đi, bà đẹp cực kỳ luôn. Có 90.000 thôi mấy chị. Ok, bộ mặc màu hồng. Cái Hồng Cương Nguyễn nè 90. Em còn màu cam, màu vàng với màu xanh đậu nha. Còn 3 màu cam, vàng, xanh đậu. Phơm nhỏ chắc lấy qua loại khác rồi nè. Em không có phơm nhỏ chị. Rồi em qua cục len này nha. Trong đây nó còn được mấy cái áo khoác. Đây này sale 49.000 là lỗ rồi mấy chị. Có lời đâu mà. Dù cho tháng năm kia đôi thay. Cái này là gì đây? Len gì đây? Len nó về nhiều quá, không biết like cái nào like rồi, nào chưa like. Cái này gì đây? Lên cho em mới chơi tay phòng 55 kg về, lên cho em con tay dài tay phòng nè. Số 1 50.000 số 1. Số 1 cho em tay phòng nha mấy chị. 55 kg về.
Comment cho em số 1 đi. Thôi số 1 này bán với chị 35, 45 ngàn thôi, 45 ngàn. Số 1 này 45 ngàn. Thấy em bộ màu vàng ok bà. Mặt hơi bị đẹp luôn. Em còn màu cam với màu xanh đó, mấy chế lấy đi đẹp lắm. Ok Hồng Tươi Nguyễn nè, 90. Rồi chị nào lấy áo len comment số 1 cho em 45 ngàn số 1. Riêng cái áo này sale 45 thôi nha mấy bà. Gì chế? Số 1 này em sale 45 thôi chị Kiều Thúy ơi, 45 ngàn cho chị luôn á. Form nhỏ em sale rẻ cho. Form nào nhỏ nhỏ ôm em sale rẻ cho hết luôn. Rồi số 2 cho em. Ù dễ thương ông, 52kg. Số 2 cho em sale luôn 50. Số 2 len đẹp lắm mấy chị ơi. Số 2 cho em 50 ngàn. Số 2 cho em 50 luôn. Số 2 áo phong bé trai 49kg màu đen không? Không chị ơi. Số 2 cho em, số 2. Số 2 đó form 50-52kg nha số 2. Rồi số 3 này form 60kg 50 ngàn luôn. Số 3 dùm em. À lấy số 3 comment số 3. Đây 60kg về số 3 50 luôn. Số 2 cho chị Kiều Thúy 50 ngàn. Rồi số 3 60kg cho em, số 3 50 luôn. Số 3 60kg. Số 3 60kg 50 luôn. Cái nào rẻ sale cho mấy bà cho hết luôn. Ô cha, số 4 áo ghi lê dạ. Số 4 áo ghi lê mấy chị ơi. Đó. Số 4 cho em 60kg, số 4 này xả 45 ngàn đi. Cái này dạng như áo khỉ á. Số 4. Số 4 này 60kg xả luôn 45 ngàn số 4. Không có đồ bé bà ơi, không có đồ bé trai. Số 4 giùm em. Số 4 xe 45. Rồi số 5 này 50-52kg xe 45 luôn số 5. Số 5 này sale 45 luôn nha mấy chị. Số 5 này xả 45 luôn. Mấy chị coi len nó đẹp nè. Đó. Comment cho em số 5 45 ngàn luôn. Mấy form ôm 50-52kg em xả hết 45 ngàn. Rồi comment cho em số 6. Số 6 cho em cổ lọ mấy chị ơi. Số 6 giùm em 45 ngàn luôn, 50-52kg luôn số 6. Số 6 cho em 45 ngàn. Rồi comment cho em số 7. Số 7 này form 60kg nha, 50 số 7. Số 7 đá 60kg 50 ngàn. Comment số 7 cho em số 7. Số 7 giùm em chấm bài lên giùm em cái mấy chế đẹp ơi. Số 6 cho Kiều Nguyễn nè. À Kiều Thúy số 6 nè. Số 6 45 nè. Cô lên về mặt cho đã. Số 7 rồi comment cho em số 8. Số 8 này 45 ngàn luôn. Số 8 55kg về. Số 8 55kg về. Số 6 cho Phương Anh 50 nè. Bữa nay sale lên nè mấy bà ơi. Số 7 cho Phương Anh 50. Nay sale lên nè. Rồi số 8. Số 8 này 55kg về. Sale 45 ngàn số 8. Số 8 màu đen sale luôn 45 luôn. Số 8 màu đen 45 ngàn số 8. Số 8 màu đen cho em 45 kiền. Ô cha. Ô đẹp quá mấy bà ơi. Comment cho em số 9 mấy chơi. Số 9 này form 60kg nè. Số 9 60kg sale cho mấy bà số 9 này luôn.
bán rẻ luôn nha. Số 9 này 45.000 đi, 60kg luôn, số 9 45.000 luôn đi. Số 9 45.000 cho hết luôn. Ok, cảm ơn Phương Anh nha. Em kiểm tra cái hóa đơn mà chị để trong bill, cái bill để trong cái bao á. Tại vì đơn của em chị không có báo mà chị cứ chốt gửi luôn á, em cứ kiểm tra đi. Có sai gì thì cứ báo chị. Số 9. Em xả có 45.000 cái áo len mấy chị. Lỗ sặc máu mũi luôn. Xả cho mấy chị, bộ em bận có bán không? Bộ em bận còn được 2 bộ. Bộ em bận là mango cánh tiên 62kg về. À, bộ em bận còn được 3 màu, màu cam, màu xanh đậu với màu hồng em bận. Chị Hiệp ơi, chị Hiệp mới vô mà áo len em mới vừa xả xong. Coi nữa không? Coi nữa đem xả nữa. Coi nữa đem xả nữa cho. Coi nữa không mấy chị, coi áo len nữa không? Chị ơi, bộ em mặc là size 60-62kg về nha. Cái này có bầu bận là đúng bài luôn á chị. Tại vì cái bụng, tại vì cái form của em bận á, cái form em bận á là dành cho chị nào bụng tròn. Mấy chị nào có bụng tròn mấy chị mặc form em mặc. Tại vì mấy chế biết sao không? Tại vì form này form baggy nè, bự rộng rãi thoải mái luôn ha. Bầu bì cỏ này không, cỏ này không đó. Form này rất dễ mặc. Ờ, có len đúng không? Rồi thôi để lấy len bên đây sale đi, đợi chút nha mấy bà. Em sale mấy chị lụm đi mấy chị ơi, lâu lâu xả cho mấy chị đó. Ờ, có ai coi len dây không ta? Cho tháng năm kia rồi thôi. Có cái quần vàng bị rách đùi. Ok, nhắn tin qua cho chị. Dạ bò em mặc là 90. Hai chị Diễm Phương ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. Xanh đậu nè, đẹp lắm luôn. Xanh đậu cho chị Trang Trần nè. Dạ chị cho em số điện thoại địa chỉ, mời em chốt đơn gửi cho nha. Bộ này size 2X 90.000 mango. Hàng mango tươi xanh như nồi bánh canh luôn. Chị Trang Trần Củ Chi 90. Rồi áo len, ôi chết cha len dây rồi. Cái này khoác len nè. Rồi em like khoác len nha mấy chơi, còn cục khoác len nè. Khoác len thôi, nay xả cho mấy bà đi, xả rẻ bèo luôn cho mấy bà luôn, khoác len. Đợi em tí xíu nha chị. Đợi em tí nha. Hô cha, chị Diễm Phương ơi, chị cọc cho em 50.000 em mới chốt đơn chị chơi. 729949. Chị cọc cho em 50 em mới chốt đơn nha chị nha. Số điện thoại mình phải cọc mới được. Đây phát len mới chơi, còn gì sale đó cho mấy bà. U ơi cha, rồi cái này cái đầm len rồi. Em còn con đầm len xin ngất ngay 55kg về. Đầm len này, đầm len này bán cho mấy chị
Ok, cảm ơn em Phương Anh. Hàng này 89.000. Bữa nay sale cho mấy chị luôn. 79.000 thôi, 79.000 cái đầm len. Số đẹp đi. Số đằng tài 79.000 con đầm len cho em 55kg về. Ai lấy đầm comment cho em đầm. 79.000 đầm cho em bán tặng. 10.000 tiền lời của em đó. 55kg về, ai lấy đầm comment đầm. 79.000 đầm. Lên cho em đầm len 79. Ngọc Bích. Không biết nữa, cái đơn ở đất chưa có chốt, chưa có biết em ơi. 79.000 giùm em. Hôm qua như chị kia em inbox qua giùm chị hay gì á. Rồi lên cho em con khoác len xanh 60 luôn. Khoác len xanh này thôi xả 55.000 đi, 55.000. 55.000 ai lấy khoác len comment 55.000 luôn. Đó, xả luôn nha, con này mặc quá đẹp luôn. 55.000 xanh. Ai lấy xanh biển comment khoác len này sale 55.000 nè. Ok, cảm ơn em nha Phương Anh. 55.000 comment cho em màu xanh. Xanh 55k. Rồi lên cho em con khoác len màu đen. Con này sale mấy chị 60 luôn. Đen. Ai lấy đen comment đen. Áo đẹp quá, 60kg về. Lên cho em đen mấy chị ơi, 60.000 đen. Xanh khoác 55 cho chị Kiều Thúy nè. Len mấy chị ơi, mặc vô nó sẽ giãn ra. 55. Rồi comment cho em màu đen 60k dùm em, 60kg về luôn đen. Ai lấy đen comment đen, 60.000 đen. Đen cho em 60. Đen 60. Rồi em có con len phong rộng mới chơi 60-62kg. Len rộng cho em 60-62kg nè. Sale cho mấy chị áo này 45.000 luôn, 45.000. Comment cho em màu da 45.000, 60-62kg về. Da 45. Ai lấy màu da comment 45.000 màu da. Màu da 45. Rồi comment cho em cái tím rất tốt luôn mấy chị ơi. Cái tím rất tốt đi 35.000 luôn. 35.000 comment cho em 35. 50-52 ký về 35.000. Comment cho em xanh 35, xanh xám 35. Xanh xám 35 giùm em nha. Rồi lên cho em màu xanh dương. Xanh, xanh ngọc cho em 55-56 ký về. Lên cho em xanh ngọc. Áo này sale mấy chị luôn 45.000. Xanh ngọc 45.000. Xanh ngọc 45. Len này mà em thấy người ta bán gì 70-80.000 quá trời người mua luôn. Thiệt luôn, em bán có mấy chục ngàn bạc. Xanh ngọc cho em 45. Rồi comment cho em màu đen 55-56 ký về màu đen cho em nè, 45.000 luôn đen. Đen này 45 luôn nha. Đen 45 giùm em. Qua mấy chị lên nó chỉ còn những mẫu vậy thôi. Trời áo này xinh quá vậy. U cha, áo này phía sau. Áo này đẹp quá. Áo này phía sau có hở nè mấy chị. Áo đẹp quá. Bò. Comment cho em màu bò. Bữa nay sale áo này quá rẻ luôn. Đen 45 gì để đăng đồ. Không ai coi em qua mấy chị ơi. Hàng này em đã sale 45.000 rồi thì không có thể nào sale rẻ hơn được nữa. Nâu bò, nâu bò. 55kg về nâu bò cho em đây phía sau nè. Nâu bò 45.000 luôn. Áo này mặc đẹp lắm luôn nè.
Nâu bò cho em 45.000 bò. Cho chị Trang Trần nè. Đen hết rồi chị ơi. Đen em hết. Em còn mấy cái áo 2 dây kìa, có chị nào coi áo len dây không? Rồi xanh biển này 45.000 luôn. Xanh biển này form 55-56kg về luôn. Xanh biển. Ai lấy xanh biển comment cho em 45.000 xanh biển. Xanh biển 45 luôn. Xanh biển 45. Có chị nào coi bộ sale không? Bộ sale 35.000 á. Lên cho em nâu tay dài 60kg. Xanh biển cho Ngọc Trâm nè, 45.000. Xanh biển hết rồi chị Bích Trâm ơi, Ngọc Trâm lấy trước rồi. Comment cho em nâu tay dài. Nâu tay dài cho em coi này, 60kg về sale cho mấy chị luôn. Nâu tay dài 45.000 luôn, nâu. Nâu tay dài 45.000. Nâu tay dài 45. Áo khoác bà già không có chị ơi. Khoác len bà già phải không? Không. Không có. Nâu tay dài này sale 45 luôn. Kaki nam còn. Thì Đức Nguyễn nâu kaki nam còn nha. Áo này sale 45 luôn. Len dây mấy chị. Trời ơi con len dây này bữa hôm em bán cực kỳ chạy luôn. Len dây mấy chị ơi, bữa nay xả cho mấy chị nè. Bữa nay xả luôn 39.000 thôi nè. Bữa hổm là 45 á. Phát đen chế. Phát đen cho Ngọc Trâm hả? Phát đen 60.000 đúng không? Ok em. Phát đen 60kg nha Ngọc Trâm. Hết luôn rồi đó, không còn đâu mấy bà ơi. Rồi mấy chị lên cho em con đầm nè. Con đầm body. Tôi mặc đầm về cho mấy bà coi nha. Nâu 45 hết rồi chị Lùn Lùn ơi. Chị Lùn Lùn khách mới mua hàng phải cho em số điện thoại địa chỉ chị ơi. Em nói mấy chị con len body. Mấy chị thấy nhỏ xíu đúng không? Mặc vô mấy bà thấy nhỏ xíu. Đây. Trời ơi, chồng vô một cái em nói con len này là bao giảng. Cho nên mấy chị đừng ngần ngại khi mua đồ len. Nhiều khi dơ lên mấy chị thấy nhỏ xíu chứ mặc vô bao đẹp luôn. Con này 55kg về cho em. Đầm len mấy chị ơi 79.000 đầm. Ôi cha thôi tôi mặc đẹp quá rồi, tôi mặc luôn mấy bà ơi. Chiều nhiều khi đi chở con rồi đi chơi rồi. Đẹp ấy mấy chị. Bao đã luôn. 55.000, 79.000. Đầm len. Nâu 45 hết rồi tình yêu ơi. Mấy chị đâu, nhiều khi dơ lên nó nhỏ xíu à, nhưng mà mấy chị mặc vô vừa hết. Bộ ở trên. Cái này là mango 110.000 chị ơi. Bộ đó năm, bộ đó em có hai size M và L, 52kg và 60kg. Rồi tiếp lên cho em áo len đi 45.000. 45.000 comment cho em màu nâu. Mấy chị nhìn vậy đó. Nhưng mà khi mấy chị mặc vô con len nó sẽ có độ giãn ra mà nó giãn mềm. Nó giãn xong nó sẽ quay về vị trí cũ chứ không phải nó giãn cái là nó giãn luôn. Ha, cho nên con len mấy chị để ý. Màu nâu cho em 45.000 đi nâu. Em sale cho nâu 45. Form này 55-56kg về. Comment cho em nâu 45.000 nâu. Nâu 45.000 cho em. Rồi comment cho em màu kem nè. Áo này áo kiểu nè. Áo này mặc lên xuất sắc luôn. Màu da cho em màu kem. Mới chơi màu kem trắng. 55kg về màu kem trắng cho em. Sale 45.000 kem trắng.
Comment cho màu kem 45.000 màu kem. Áo dây hả? Lỡ cầm ngay cục này cục áo tay cọc rồi. Rồi 60kg về, comment màu xanh cho em nè. Màu xanh 60kg mặc bao mát luôn, sale 45.000 màu xanh. Chị luôn luôn đó, chị mua hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em cái nha. Màu xanh 60kg 45.000 xanh. Xanh này xanh bơ đi mấy chị. Kem cho Phương Anh nè, bữa nay xả nha. Chỉ có bữa nay em xả thôi, ngày mai là em không có bán giá này đâu mấy chị ơi. Em mắc công ngày mai bán là giá bình thường 55.000. Mấy bà nói ủa xong qua mới bán 45. Cái đó tùy, bữa nay em sale là em sale. Còn em không sale thì em bán giá bình thường nha mấy chị. Rồi lên cho em xanh biển 55kg về, xanh biển. Xanh biển cho em 55kg về. Xanh biển 45.000 luôn. Cái chế mặt vô nó sẽ giãn ra theo tướng của mình. Xanh 45 cho chị Bùi Thị Hiệp nè. Comment cho em xanh biển. Xanh biển 55kg về, 45.000 xanh biển. Xanh biển giùm em lụa đùi hết rồi bà ơi. Nay tôi về thái đùi, thái ngố, thái dài. Hôm nay về thái không có về lụa. Nay chỉ có về thái với măng gồ. Rồi comment cho em màu kem. 55kg về màu kem, màu kem cho em nè. Xanh biển cho Ngọc Bích. Thái đùi 80. Xanh biển cho Ngọc Bích. Thái đùi 80.000, lẻ 85 thì 80. À, cái này gì 45.000. Comment cho em màu kem mới chơi, màu kem. Màu kem cho em, màu kem 55kg về màu kem. Bữa nay em xả có 45 len mông tu ghi cho em, màu kem 45.000 thôi. Ngọc Bích nhắn tin qua giùm chị cái nha em ơi. Nhắn qua giùm chị cái để chị biết em nha. Tại vì mấy chị đừng có đợi em sạch tên em kiếm mấy chị. Em sạch một tên một nó lên cả trăm người luôn. Không biết Ngọc Bích là người nào luôn. Cho nên là mấy chị mua xong inbox giùm em cái. Nâu nè chị Chiến, em sale có 45.000 à chị. Có bữa nay em sale có ngố về đủ luôn. Đùi lửng dài luôn á. Dài có 95 mà bà lấy dài đi. Dài sỉ 90 lẻ 95. Comment cho em nâu nâu. Áo đẹp lắm chị ơi. 55-56kg đều vừa hết. Nay xả 45.000 á. Mới bán lại bình thường 55. Nâu cho em nâu. Hết màu kem rồi chị ơi. Rồi chị nào lấy con dây rút bẹt vai này comment cho em sọc xanh. Con này body 50-52kg sọc xanh cho em. Con này sale 35.000 thôi. 35.000. Hai cái xanh sọc comment cho em. Đây có dây rút nha mọi người. 35.000 cho em xanh. Xanh 35. Xanh 35. Ok, nâu cho chị Nguyễn Chiến nè, xả 45.000 nè. Nâu hết rồi chị ơi. Comment cho em màu trắng. Ủa, này nãy like rồi hả ta? Trời ơi, cục này mới like xong, tào lao thiệt. Trắng 60kg cho em mấy chị ơi. Trắng này 60kg nha, 45.000 luôn trắng. Ai lấy trắng 60kg comment 45.000 trắng. Sorry mấy chị, cùng mẹ em mới like xong.
dây cho, len dây. Len dây cho em nay xả 39 ngàn luôn. Len dây còn. Bây giờ lên len dây xả luôn 39 nè. Này bán tặng luôn nè. Dây 39 ngàn dùm em. Len dây là mặt xuất sắc luôn, 39 ngàn thôi. Tuyệt vời ở mặt trời. Len dây cho em 39 ngàn. Ai lấy comment cho em số 1 đi, số 1 nè mấy chị. Coi vải len nè. Con này mấy chị 55kg cho số mặt vừa hết. Comment số 1 cho em 39 ngàn luôn. Số 1 xả đi 39 ngàn. Số 1 cho em, số 1. Số 1 39 ngàn cho em. Trời ơi đẹp quá. Comment cho em số 2 mấy chị ơi, số 2. Len dây 39 ngàn, dây với lại sắc nách. Số 2 cho em 39 ngàn luôn, 55kg về. Màu cam, ai lấy màu cam comment màu cam. Màu số 1 là màu nâu, số 2 màu cam đi, 39 ngàn. Số 2 cho Ngọc Bích nè, 39 ngàn thôi. Một cho Ngọc Bích luôn, bao vải, 6 trả em, bao luôn. Bán bao luôn. Comment cho em số 3. Số 3, số 3 cho em. Số 3. Đẹp lắm mấy chị nè. Đó, số 3 cho em 39 ngàn số 3. Ai lấy số 3 comment số 3, 39 ngàn số 3. Số 3 giùm em. Số 1 hết rồi chế ơi. Hết số 1 rồi, qua số 3 rồi nha. Rồi comment cho em số 4, len dây đẹp lắm mấy chị. Bữa nay em sale 39 đó chứ 11 em không có bán giá này đâu. Len này là 45 ngàn á. Rồi comment cho em số 4 nha. Số 4, số 4. Xuất sắc luôn, 55kg về mặt đẹp cho em số 4. 39 ngàn thôi, bữa nay sale. Số 3 đây Ngọc Bích nè. Comment cho em số 4. Rồi comment cho em số 5. Số 5, số 5 cho em 39 ngàn số 5. Số 5 giùm em. Số 5 39 ngàn số 5. Số 5. Em ơi mua thêm giùm chị đi, đừng đổi em ơi. Bây giờ chị chốt gì dục qua kia rồi chị mới lụm lại được đâu nha. Cái nào không đẹp chân có 39 ngàn lấy thôi luôn đi em ơi. Rồi comment cho em số 6. Số 6. Số 6, số 6 giùm em mấy bà coi đẹp nè, số 6. Trời ơi quá đẹp luôn rồi. Lên dây xuất sắc số 6. Cái nào cũng đẹp chân mấy chị. Bữa nay sale rồi mấy chị lấy thêm đi, đừng đổi giùm em nha. Em chốt em dục qua kia rồi về em không có đổi nha. 4, 5, 6 rồi. Rồi comment cho em số 7. Ô cha, số 7 là áo này hả? Chơi luôn đi. Số 6 cho chị Kiều Thúy. Nam xã có bô 39 ngàn à. Kiều Thúy nè, 39 nè. 6 hết rồi chị Hiệp ơi. Số 7 lỡ nằm trong đây thôi bán 39 luôn. Cái này cái áo này mà nằm trong dây thôi bán 39 luôn. Số 7 cho Kiều Thúy ok chị. 39 ngàn. Rồi comment cho em số 8 đi. Áo này y như cái áo bữa em mặc luôn. Em có hai cái áo này mặc quá đã luôn. Số 8, số 8 cho em. Số 8 giùm em nha, số 8. Đẹp tuyệt vời. 39 ngàn số 8.
Sáng nay mặt đẹp lắm, mấy chị lên form đẹp cực kỳ luôn. Số 8 8 với chị Kiều Thúy nè, 39 ngàn. Ô cha, cái này cái áo ống nha mọi người. Áo này áo ống nha mẹ mới chơi. Đó, áo ống cho em, áo ống. Áo ống này sale cho mấy bà 25 ngàn đi. Này hơi khó mặc tí xíu, 25 ngàn ai lấy. Này nhỏ lắm mới mặc được bốn mấy ký. 25 ngàn. Lên cho em áo ống 25. Trắng gì chị? Không, em không có bộ hai tầng chị ơi. Rồi comment cho em số 9. Số 9 cho em mới chơi, 55kg số 9 cho em, đẹp ghê chưa? 39.000 số 9. Áo len dây cho em số 9 giùm em, 39.000. Cái áo trắng đó hả chị? Bộ cam phía sau 110.000 chị ơi, măng gồ tay dài. Comment cho em áo này giống áo béo quá mấy bà ơi. Áo màu vàng này giống áo béo quá thôi, em sale 25 ngàn nha. Màu màu vàng cho em 25 ngàn vàng. Vàng 25 ngàn cho em vàng. Vàng này size nhỏ nha. Size này chắc bé 3-40kg á. Rồi comment cho em số 10. Số 10 cho em 55kg về số 10, 39.000 số 10. Số 10 giùm em 39k số 10. Lai len dây. Lai len dây tối phải mặc áo dây mới lai len dây cho mấy bà được. Số 10 cho em số 10. Vàng gì Quỳnh Như ơi? Vàng 25.000, vàng bé hay là vàng số 10? Rồi lên cho em 11. Chứ nào lấy 11, comment 11 cho em màu đen. 11 màu đen cho em 39.000 11. Và màu đen này có 2 cái luôn, màu đen có 2 cái, đen dây này có 2 cái. 39.000. Rồi thôi nghỉ nha mấy chị, nghỉ ngơi nha, tối like nữa nha mọi người. Mệt quá mấy bà. Ừ, vàng bé thì chị comment vàng bé em mới biết. Quỳnh Như nè, len đẹp lắm luôn. Này sale 25 ngàn nè. Ok rồi, nghỉ nha mấy chị ơi. Có gì rồi tối em like mấy chị lựa thêm nha. Tối nay em like, cái nữa là mai chủ nhật là em nghỉ nha mọi người. Trong một tuần em sẽ nghỉ vào ngày chủ nhật ha. Cho nên mà mọi vấn đề gì thì tối nay mấy chị mua thêm, ngày mai em sẽ chốt đơn đi hết. Rồi chủ nhật em nghỉ một bữa. Nói chứ làm một tuần cũng phải có một ngày dành cho gia đình mấy chị ơi. Chứ làm suốt không có không luôn. Rồi vậy nha mọi người, tối tối 7 giờ em like một like nữa mấy chị lựa thêm ha. Rồi tối 7 giờ đi, em like thêm cho. Rồi bye bye mọi người nha. Dạ bye bye mấy chị. Bye bye mấy chị nha.